Xin chào các bạn. Hiện nay thì cái việc học bằng lái ô tô nó trở nên phổ biến và nhiều người đăng ký học. Cái tỷ lệ sở hữu bằng lái và sở hữu ô tô nó cao nên là nhu cầu mà cần phải có bằng lái ô tô thì rất nhiều. Nhưng mà thực tế mà thấy là mình để ý là học lái ô tô thì có nhiều người than là khó, thi dễ bị trượt. Nhưng mà thực tế thì nếu mà trong các loại để loại đi học và thi thì thi bằng lái ô tô là loại dễ nhất, tại vì đề biết trước rồi. Thi thực hành với thi lý thuyết là thi lý thuyết thì không nói nha mọi người, lý thuyết thì rất đơn giản, mọi người chỉ cần lên mạng tải phần mềm rồi mình làm nhiều, có 600 câu hay 700 câu đó, mình làm qua làm lại mỗi ngày, mình làm một lần một vòng như thế này sau đó sẽ quen. Hoặc là các thầy có dạy là có nhiều mẹo, nhiều cách làm, nhưng mà nói chung là phần lý thuyết thì dễ. Phần thực hành nhiều người cũng không đậu được phần thực hành, thì lý do chính thì mọi người mình nghĩ chủ yếu là do tâm lý mọi người, người quá chi là hồi hộp lo lắng. Thực tế là thi thực hành lý thuyết không khó, nó là để thi biết trước cách thi rồi mà, nên là chủ yếu là do tâm lý thôi. Nên cái cách mà để có thể thi đậu thực hành lái xe ô tô thì ngoài cái việc mọi người phải tập thường xuyên, tập nó quen rồi, thứ hai cái việc không kém quan trọng đấy là chuẩn bị tâm lý thật thoải mái, hết sức thoải mái, bình tĩnh. Nói chung là nên nghe nhạc trước khi ngồi chờ, chứ không ngồi lo âu quá nhầm. Rồi chủ yếu là tự tin thoải mái lên, tâm lý rồi bài thi cũng đơn giản, nhưng mà thường khi vào sẽ bị đạp nhầm khớp, thành ra là phải thoải mái thả lỏng, nhạc thoải mái đi, đừng quan tâm đến, đặc biệt là không nhìn vào xa hình, kệ họ ai thi rớt đậu mình không quan tâm, đến lượt mình thì mình cứ đúng cái việc mình làm thôi, mình lên xe mình lái. Thì nhiều người cũng rất chi là đơn giản thi dễ, nhưng mà nhiều người thì run, thành ra là khi mà thi bằng lái ô tô mà run thì rất dễ đạp nhầm hoặc quên. Chúc mọi người tự tin thi tốt, có kết quả tốt và sớm bằng lái nha mọi người. Tạm biệt.